Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung Vì sao sự lừa gạt có hệ thống vẫn cứ mọc như nấm ở Việt Nam? Tác giả Đỗ Nga kính mời quý vị cùng theo dõi. Thông thường, sự sáng suốt và trung thực sẽ đi đôi với nhau. Và ở cái thái cực bên kia thì sự ngu dốt mù muội và gian trá cũng thường song hành với nhau xã hội nào đưa ra sự sáng suốt và tính trung thực thành tính phổ quát cho toàn dân đó chính là văn minh còn ngược lại xã hội nào đưa đến sự ngu dốt và sự gian trá trở thành tính phổ quát thì đó là xã hội mông muội sự văn minh không đo bằng thước đó là thu nhập đầu người mà đó là đo bằng những giá trị như vừa đề cập tuy nhiên thực tế cho so thấy thường là quốc gia giàu có thì quốc gia đó là văn minh để có sự sáng suốt thì phải có trí thức ở đây không chỉ là trí thức về chuyên môn thứ trí thức về chuyên môn nó là giá trị để tạo nên của cải vật chất cho xã hội và dùng để kiếm tiền cho bản thân nó hoàn toàn không xây dựng nên cái văn minh cho bản thân và đóng góp cho cái văn minh của cả xã hội văn minh là nói về vấn đề khác đó là giá trị tích lũy tạo nên nhân cách con người trong đó sự sáng suốt là một trong những giá trị nền tảng để có sự sáng suốt điều cốt lõi là con người phải biết chấp nhận khác biệt biết chấp nhận sự khác biệt mới nhìn về vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau từ đó có niềm tin vào sự đúng đắn biết chấp nhận sự khác biệt là tự trong nhân cách đã hình thành tính bao dung đấy là một giá trị nền tảng để tạo nên một xã hội nhân bản để có sự trung thực thì con người phải biết tôn trọng sự thật nếu lỡ sai lầm thì phải dám thừa nhận như vậy nếu ai tập cho bản thân mình biết thừa nhận sai lầm thì tự trong con người đó cũng hình thành lên sự can đảm nếu cả xã hội biết tôn trọng sự thật mà có lòng can đảm thì ắt dân khí của quốc gia sẽ mạnh lên dân khí việt nam trăm năm vẫn chưa mạnh là dân tộc việt nam đang còn những thiếu giá trị như thế sự ngu muội là tin một cách thái quá và những điều sằng bậy để con người tin vào những điều sằng bậy và cố chấp theo đuổi sằng bậy thì đó là nền tảng mà không biết chấp nhận sự khác biệt chỉ biết nghe những lời nói mùi tai rồi chấp nhận đó là chân lý đối với bản thân và với nền tảng không chịu lắng nghe nên con người ấy đã trượt theo niềm tin mù quáng một cách kiên định không biết tôn trọng chủ nghĩa đa nguyên thì con người không biết nhìn nhận ở vấn đề nhiều góc độ mà không biết nhìn ở vấn đề nhiều góc độ thì họ không thể tìm ra sự thật nếu toàn xã hội mà theo một khuôn mẫu giáo dục như vậy thì xã hội ấy rất dễ bị dắt mũi bởi những trò lừa gạt và đặc biệt là lừa gạt có tính hệ thống thì mới có thể dắt mũi được toàn xã hội. Nói đến sự lừa gạt thì sự lừa gạt vĩ đại nhất đó là chủ nghĩa cộng sản. Nếu có lý trí thì con người sẽ nhìn ra ngay làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu của Khan Mắc là chứa mâu thuẫn, vì đó phải biết là một ước mơ không tưởng. Tuy nhiên, một mục tiêu mâu thuẫn như thế, nó lại nảy nở và trở thành niềm tin mãnh liệt trong xã hội ngu muội đó là nền tảng để bộ máy lừa gạt khổng lồ của Đảng Cộng sản vận hành trơn tru. Trong bộ máy nhà nước Cộng sản, nó chứa hai thứ quan trọng, đó là bộ phận lừa gạt và bộ phận đe dọa bộ phận lừa gạt chính là ban tuyên giáo bộ thông tin và truyền thông và nền giáo dục nhồi sọ bộ phận đe dọa đó chính là công an và hệ thống tòa án chính nó không xem trọng việc thực thi công lý mà xem trọng trách nhiệm bảo vệ đảng nên thay vì đó bảo vệ dân thì nó lại bảo vệ hệ thống và đe dọa sự an nghi của dân. Có thể nói, nhà nước Cộng sản là bộ máy lừa gạt khổng lồ nhất mà nhân loại từng có. Nó chỉ sống được trên nền tảng một xã hội ngu muội để họ dễ dàng dắt mũi toàn dân. Sự ngu muội của xã hội được ví như là vùng đất tốt bộ máy lừa gạt của đảng cộng sản được ví như là loại cây đặc thù cho loại đất đó với loại đất này một khi bộ máy lừa gạt của đảng cộng sản sống tốt thì bộ máy lừa gạt khác cũng mọc lên và sống tốt như vậy vì chúng cùng sử dụng một loại dinh dưỡng mà nếu nói về cây lừa gạt cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là cây đại thụ trong vườn thì thần y võ hoàng yên là đồng bọn cùng cũng loại như vậy cũng là cây con vì họ cũng hành nghề lừa gạt nếu nói thần y võ hoàng yên và đồng bọn sống tốt thì bọn buôn thần bán thánh kiểu du lịch tâm linh cũng sống tốt vậy vì họ cũng sống bằng trò lừa gạt lòng tin của người dân chứ có khác gì nhau đấy là thực tế như vậy nhổ hoàng yên này thì ắt sẽ có hoàng yên khác mọc lên hay dẹp chùa ba vàng thì chùa tam trúc cũng mọc lên không bao giờ trên mảnh đất này hết những trò lừa gạt mang tính hệ thống như vậy bởi đơn giản mảnh đất ngu muội vẫn còn đó cây đại thụ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam còn đó thì những cây cỏ dại như võ hoàng yên chùa tam trúc chùa ban vàng sẽ mọc lên để ăn hôi phần dinh dưỡng thừa của cây đại thụ này như đã nói sáng suốt và trung thực là cặp song hành nó thuộc về thế giới văn minh sự ngu muội và gian trá nó cũng là một cặp song hành nó thuộc về thế giới mông muội ở việt nam với ngu muội là nền tảng thì không bao giờ dẹp được sự gian trá và chuyện lừa đảo dựa trên sự ngu muội nó không bao giờ hết trừ khi chế độ lừa gạt vĩ đại cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam không còn kính thưa quý vị vừa rồi là nội dung bài viết của tác giả đỗ ngà vì sao sự lừa gạt có hệ thống vẫn cứ mọc lên như lấm ở việt nam kính thưa quý vị vừa rồi là nội dung bài viết vì sao sự lừa gạt có hệ thống vẫn cứ mọc lên như nấm ở việt nam tác giả đỗ ngà đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau